Hello 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 xin chào xin chào mọi người nha. Ok ok, hôm nay chiếc kênh là review review nhà đất tại huyện Duyên Khánh nhưng mà đây là cuối Duyên Khánh, đầu Khánh Vĩnh nha mọi người. Chỗ vị trí em đang đứng ngày hôm nay đó chính là xã Duyên Xuân, xã Duyên Xuân nha mọi người. Đây đằng sau em đây đó có ghi cột mốc rất rõ ràng là lô lô số 2. Hôm nay em nhận về hai lô, lô số 2 và lô số 4 nha mọi người. Ok, em xin quay lại màn hình để chia sẻ khu tiện ở xung quanh để cho mọi người hình dung rõ hơn khu đáng sống này nhé. Đây, đây là con đường hiện trạng của uh, lô đất, đường thì đường bê tông, được rải nhựa được bê tông, đường 6m nha mọi người. Đó, đường rất là bự luôn. Đường vào thì đường ô tô. Đó, từ vị trí lô đất này là đó, em xin quay lại. Đây, đó là chính là lô số 2 về đằng lô sai và lô số 4 dưới kia nha mọi người em hôm nay muốn chia sẻ hai lô lô một lô chỉ uh, chiều ngang là 10m tính từ cái ranh này kéo qua cái ranh này là 10m nha mọi người tổng diện tích lô đất này là 335 mét vuông về lô số 4 là 337 mét vuông Ok từ vị trí lô đất này nè anh chị có thể dịch chuyển ra đường tỉnh lộ 8 mặt tiền đường tỉnh lộ 8 chỉ trong vòng bán kính là 230 m thôi nha anh chị. 230 m anh chị đi đường ô tô cực kỳ dễ dàng luôn. Đó, từ vị trí lô đất này anh chị di chuyển về trung tâm thành phố Nha Trang là chỉ trong vòng bán kính là 30 cây số thôi nha anh chị, 30 cây số thôi. Về từ vị trí này anh chị có thể di chuyển luôn. Nó ra đường tỉnh lộ 8 là đường ngay chỗ đó có cái nhà đỏ đỏ kia đó, đó là mặt tiền tỉnh, tỉnh lộ 8 nha anh chị. Đó là anh chị là con đường tỉnh lộ 8 là con đường huyết mạch nối từ thành phố Nha Trang nè, à, nối từ thành phố Duyên Khánh nè, nó huyện Duyên Khánh nè, huyện Duyên Khánh. Anh chị nó lên huyện Khánh Vĩnh nè, có thể đi được uh, Khánh Vĩnh nè và anh chị đi thẳng ra luôn đó là Ninh Hòa. Về từ vị trí lô đất này anh chị đi các thành phố phố Nha Trang là trong vòng bán kính là 30 cây số nè, cách huyện Khánh Vĩnh trung tâm hành chính của Khánh Vĩnh là 16 cây số nha anh chị và cách huyện th thị, xã Ninh Hòa trong vòng bán kính là 42 cây số thôi nha anh chị, 42 cây số luôn. Hướng chính của lô đất này là hướng tây, rất là phù hợp cho tây tứ trạch tay tứ trạch nha anh chị và đặc biệt hơn khu vực này à, bên công ty em nhận về này đó là cả hai lô là 335 m2 337 m2 à, chỉ với hiện trạng đất á, là cây lâu năm nhưng dự thể của năm 2030 là quy hoạch full thổ cư, quy hoạch full thổ cư như mọi người lô đất cực kỳ vuông vắn, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ tiềm năng cho đầu tư sinh lợi nhuận nè. để anh chị có thể xây một cái nhà vườn tại nó đây, 333 m2, 335 m2, cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Mà giá cực kỳ thương chị với giá là 2 triệu 530 000 đồng cho 1 m2. Vị trí chi lô đất này là 850 triệu nha anh chị, 850 triệu anh chị sở một lô đất tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh đầu cuối đầu Duyên Khánh và đầu của huyện Khánh Vĩnh nha mọi người à, khu dân cư đây hiện tại đây này điện hay mọi người thấy không điện thì kéo vào tận đất luôn nha anh chị điện thì kéo vào tận đất nước thì anh chị thì dễ rồi đằng sau kia đó là nhà dân rồi đó ngay cái rào kia đó là chính nhà dân nên điện nước khu vực này rất là dễ dàng cho quý nhà đầu tư xây một cái nhà vườn chỉ với phân khúc là 850 triệu anh chị sử một lô đất tại đây cực kỳ tiềm năng luôn ok ok về đặc biệt hơn đây đó đằng kia có một cái nhà vườn kia đó đó đằng sau kia em chia sẻ gần hơn ạ à. đó đó chính là một cái nhà vườn nha anh chị quý cô chú anh chị đó chính là nhà vườn về trong này luôn vẫn có nhà dân nhỏ 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 đang ở nha anh chị nên điện nước kéo vào tận đất luôn lô đất này là uh, <laughs> cây lâu năm quy hạt phun thổ cư nó hướng là hướng tây rất phù hợp cho anh chị để đầu tư nè hay là xây một cái nhà vườn nho nhỏ cuối tuần lên đây cùng gia đình à, rất đẹp rất đẹp rất tiềm năng nha anh chị ok ok em bây giờ em sẽ quay từ vị trí lô đất ra con đường chính tỉnh lộ 8 để anh chị hình dung rõ hơn về con đường đi nhé chờ em xíu 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 em sẽ quay lại ạ à. em xin cảm ơn chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe ạ à. à, để theo dõi kênh nhà đất Nha Trang 79 của em trong thời gian qua nếu thấy hay hãy cho em một like một subscribe giữa trời hè nắng gắt à, tại à, xã à, Duyên Xuân huyện Nhân Khánh và lúc 11 giờ 45 nha anh chị 11 giờ 45 ok ok em xin cảm ơn quý cô chú anh chị ạ à. thank you thank you thank you bye 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 bye